Hai luôn nha Nam. Lên con pha độ quá cứng cái Nam ơi. Xe này cũng mới về chưa có rửa ráy hết. Quá chất. Mâm hãng, mâm Sigut nha Nam. Mâm da. Hộp sên gấp còn zin nha Nam. Đậu nồng nồng ống hơi luôn. Gấp 55 luôn. Giờ đi rất là nhẹ nha Nam, êm lắm. Sát nó là anh Thơ 2-5 nha Nam. Biển Kiên Giang, biển chỗ phép 2-5-6-5. Khừ ba mượn nha Nam. Đi là bao nhẹ luôn đó, 15.500.000 nha Nam. Giá quá tốt rồi anh em chơi á, xe này. Nó cũng đầu nồng không? Đầu nồng không? 155 luôn. Máy nổ anh em nha, xăng 155 luôn. Đã lắm nha Nam. Đi kiển chơi chở đồ chở đạp rồi là ok hết, chở đồ nó mạnh thì thôi, cái này 125 mà. Đầu nồng 125 chở đồ nó nhiều nhẹ nhẹ bằng luôn á. Để xịn nè. Trước sau xịn hết đúng không? Rồi ok nè, tổng thể nó vậy thôi, máy móc im chuẩn nhẹ à, anh em đi rất ok. 15.500.000 nha anh em. Xe này hút hồ sơ thì thêm tiền. Rồi xin chào anh em.